tàu là không tốt, rồi là panel màn hình tàu thì không tốt, hay là các bạn thích panel màn hình của thương hiệu Việt như kiểu là Asanzo, xong rồi lấy thêm cái chi phí cho tinh thần dân tộc của chúng ta cộng thêm vào khoảng vài triệu nữa. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cách đây vài tháng thì mình có làm một cái video về việc là mình mua một cái màn hình 27 inch độ phân giải 2K dành cho các anh em dựng video ở bên trong phòng mình. Bởi vì lúc đó là cái nhu cầu của phòng mình rất cần một cái màn hình 2K cũng như là màn hình có kích thước lớn. Vậy nên là mình cố gắng làm sao đi mua một cái màn hình mà có mức giá rẻ nhất có thể, cũng như là cái chất lượng của nó phải đảm bảo để cho anh em dựng video có thể thoải mái được. Với một cái màn hình to như thế này thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn xem là những cái trải nghiệm của mình cũng như là của anh em trong phòng trong suốt cái quãng thời gian vài tháng đó như thế nào, và cái công việc mà bọn mình sử dụng thực tế cái màn hình này nó sẽ tốt như thế nào so với cả những cái màn hình nó chỉ là Full HD với cả độ phân giải nó sẽ thấp hơn nhé, à kích thước nó sẽ thấp hơn nhé. Thì với một cái màn hình to như này thì rõ ràng là cái việc đầu tiên để phục vụ mà chúng ta nhìn thấy dễ dàng nhất đấy là xem phim đi. Đấy, xem phim thì nó sẽ thích mắt hơn, nó sẽ sướng hơn. Đấy, kể cả chơi game thì nó cũng sẽ ngon hơn. Lát nữa thôi thì mình sẽ test thử cho các bạn xem là chơi game ở trên cái màn hình này nó sẽ như nào. Màn hình này thì thực ra là cái tần số quét của nó chỉ là 60Hz thôi, nhưng mà 60Hz thì mình thấy là cũng khá là đủ rồi. Đấy, anh em nào mà chơi PUBG là 60Hz và xem là cũng ok đấy, không đến mức độ nào đâu. Đấy, thế còn về cái công việc thì sao? Màn hình 2K rất quan trọng đối với mình trong cái quá trình mà mình sắp xếp các cái cửa sổ ở trên này để làm việc. Các bạn có thể thấy nhá, ví dụ như là với một cái màn hình 2K như này, mình có thể vào Zalo này, các bạn thấy không? Vào Zalo rất bình thường với công việc như này. Cả một cái cửa sổ rất lớn bên này mình có thể truy cập được vào Facebook này. Các bạn thấy không? Đấy, và thậm chí là mình có thể để nhỏ cái cửa sổ này vào nữa cũng được. Mình có thể để rất nhiều các thứ ở đây này. Đọc báo mình cũng để như này cũng được này. Đó, hoặc là giả sử như mình dựng video đi. Đây, mình dựng video thì mình cũng chỉ cần để một cái góc nhỏ như này thôi. Đấy, để mình có thể dựng được video. Mình có thể vừa dựng video vừa có thể xem là ở đây như thế nào. Các bạn biết là có rất nhiều những video mà trên kênh Dương Dê mình lên, mình làm về bản tin ý, địa điểm tin bản tin, thì rõ ràng là bạn ấy bắt buộc phải có một cái trình dựng video ở bên này để bạn ấy dựng. Ngoài ra nữa thì bạn ấy cũng sẽ phải có một cái phần ở đây nữa để bạn ấy xem là à, cái video này anh Dương lên là video điểm tin về sản phẩm gì, bạn cũng có thể đọc ở đây, hoặc là bạn có thể cắt cái màn hình ở đây ra, hoặc là bạn có thể download video từ đây, xong bạn kéo video từ đây sang bên này để bạn có thể dựng video được dễ hơn. Đấy chính là ưu điểm của màn hình 2K. Chứ còn nếu mà bây giờ mình sử dụng một cái máy tính Dell đi, máy tính Dell của mình là Latitude E6330 thì cái laptop đó màn hình nó chỉ là HD thôi, hơn HD một tí thôi, thì gần như là mình nói luôn với các bạn là các bạn chỉ cần bật cái này lên thôi ấy, các bạn chỉ cần bật cái dựng này lên thôi nó đã chiếm full hết màn hình rồi, các bạn không thể nào mà làm được bất kỳ một cái khác nữa. Đấy, còn riêng đối với phần mềm dựng, các bạn nhìn này, khi các bạn bật lên full hết màn hình như này thì cái phần live view này nhìn cũng rất là rõ ràng, và cái phần này các bạn nhìn cũng rất rõ ràng luôn. Đấy, thì đấy cũng chính là cái điểm mà lợi thế của cái màn hình này so với cả những cái màn hình nó chỉ là Full HD mà thôi. Và cái màn hình lớn này, các bạn thấy không? Xem cái trải nghiệm nó rất là thú vị đúng không nào? Thêm nữa đó là trong cái quá trình mà sử dụng cái màn hình này thì có một cái ưu điểm đó là cái lớp chống chói này. Các bạn nhìn là cái video này của mình hiện tại mình đang phải quay như thế này. Quay ở một cái bức tường trắng như này, bởi vì rõ ràng là phía kia trong phòng của mình là nó là một cái tấm kính rất là sáng, rất là trắng. Đấy, nếu mà các bạn nhìn ý, thì ở trên video kiểu gì nó cũng sẽ có bóng ở trên này. Đấy, nếu mà bây giờ mình quay ở cái góc phông xanh ở đây thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái vết bóng ở đây thôi. Mặc dù là cái màn hình này nó là màn hình chống chói đấy, nhưng mà các bạn cũng sẽ nhìn thấy một chút. Đấy, nhưng mà mình không muốn các bạn có những cái trải nghiệm nó không tốt như thế thì mình để cái tường trắng này như thế. Nhưng bình thường khi mà đặt cái màn hình này ở cái chỗ làm việc ở phía kia thì bao giờ cũng sẽ có ánh nắng mặt trời nó chiếu ở đây. Đấy, thì cái lớp chống chói này nó phát huy được tác dụng rất lớn đối với mình. Đấy, thêm nữa đó là người ngoài nhìn vào nhé, có một hôm một ông đối tác ông đến, ông nhìn vào cái màn hình này của mình, ông thấy ôi sao mỏng thế nhỉ, đến cơ quan của Dương Dê nhìn anh em toàn màn hình siêu mỏng như này, xong rồi viền phía trên cũng mỏng, nhìn cũng ấn tượng đấy. Người ta chẳng cần phải ý đến thương hiệu nào. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là thương hiệu tàu là không tốt, rồi là panel màn hình tàu thì không tốt, hay là các bạn thích panel màn hình của thương hiệu Việt như kiểu là Asanzo, xong rồi lấy thêm cái chi phí cho tinh thần dân tộc của chúng ta cộng thêm vào khoảng vài triệu nữa, các bạn sẽ thích hơn đúng không nào. Đấy cũng là một cái lý do.
khiến cho mình lựa chọn mua một cái sản phẩm này. Đấy, mình nói luôn, đấy là tàu thì mình cũng nói thẳng luôn là tàu, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chỉ sợ là tàu xong rồi nói là Việt, xong rồi đội lên vài triệu để kiếm lời thì điều đấy là điều không thể chấp nhận được, đúng không nào? Rồi, với cái màn hình này thì có một số những cái điểm mà ngay trong video review ban đầu mình mua về mình cũng phải nói luôn. Đấy là cái vấn đề hở sáng ở phía dưới này. Vấn đề hở sáng này thì chúng ta sử dụng lâu, chúng ta sẽ cảm thấy liệu nó có chấp nhận được hay không, hay liệu nó xứng đáng được hay không. Thì mình cảm thấy là ở mức độ chấp nhận được. Ví dụ như các bạn đang nhìn từ máy quay vào đây nhé, chính các bạn đang nhìn rất là rõ ràng, mình đang để cái này nền đen thì ok, không vấn đề gì, đúng không nào? Nhưng kể cả nếu mà mình để cái chế độ nền trắng đi để cho chúng ta đọc báo, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đây, mình để hẳn full màn hình lên để cho các bạn đọc báo này, thì thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì với phần taskbar nó màu đen rồi. Đấy, và cái mắt của chúng ta thường tập trung vào từ cái phần này trở lên này rất nhiều này. Rất ít khi mắt chúng ta tập trung vào phía dưới này để chúng ta có thể nhìn thấy xem rằng là à, cái này nó có hở sáng hay không. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy là cái màn hình này cũng ok chứ. Đó. Còn lại thì cuối video này mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn demo test game ở trên màn hình này để xem như nào. Vì những bạn chơi game ấy, các bạn mua màn hình về các bạn cũng sẽ rất để ý xem là vấn đề màu sắc ra sao, rồi vấn đề chơi game liệu là nhìn trên màn hình này nó có mượt mà hay không. Các bạn sẽ luôn luôn để ý đến cái điều đó, kể cả các bạn chủ quán net chứ. Ví dụ các bạn chủ quán net, chúng ta không có nhiều tiền để mua những màn hình đắt tiền như kiểu của Dell hay là của LG, chúng ta chỉ có đủ tiền để mua màn hình MZ thôi. Đấy thì đấy cũng là một cái lý do để sẽ khiến cho chúng ta tối ưu hóa nó được tốt hơn, cái chi phí khấu hao chúng ta trong cái việc chúng ta làm internet, làm mở quán net nó được tốt hơn. Đấy thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Đấy. Rồi và bây giờ thì một bạn kỹ thuật ở chỗ mình, đấy một bạn mà cũng mặc áo Juventus giống như Khá Bảnh sẽ review cho các bạn. Đó, chúng ta hãy cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tất cả link chi tiết về cái sản phẩm này thì mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video rồi. Các bạn có thể click trực tiếp vào để xem nhé. Sản phẩm này thì được bán tại Smart News. Đấy, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website smartnews.vn.